Em đã trải qua mỗi lần biết được cái tin mà mình mang bầu. Cái cảm giác của mỗi lần nó trải qua nó rất là khác nhau. Thì cái cảm giác lần đầu tiên được làm mẹ thì rất là hạnh phúc ạ. Còn những cái lần tiếp theo thì cái cảm giác nó rất là lo lắng và sợ hãi. Thế bác sĩ nói em là em bé của em bị hở hàm ếch. Em chỉ khóc thôi nhưng mà em vẫn hy vọng rằng là không sao. Cứ mỗi một lần em siêu âm thì lại phát hiện ra là một cái dấu hiệu nữa nó không được bình thường á. Em vào viện sản trung ương ạ, thì bác sĩ đã nói là không phải là hở hàm ếch đâu em ơi, mà nó không có luôn cái hàm trên luôn.